sư cò trong khuôn khổ tha cho tộc Khmer nhiều đất năm 2020 cho bạn xin làm nên mừng giữa hai đội là trung học cơ sở và trung học phổ thông Bình Sơn và đây là Mỹ Lâm nha các bạn. Bên phải màn hình các bạn là 85, bên trái đó là trường học cơ sở phổ thông Bình Sơn. Vì điều kiện thời tiết trời mưa nên là có thể là chất lượng giá nó cũng quay hơi xa nên nó cũng là có thể là không như mong muốn, mong các bạn xem có gì lỗi bỏ qua đây. Đây là một tỷ trung học cơ sở của Bình Sơn đang bằng cái học sinh của các bạn là học sinh cấp 3. Hai đội chuẩn bị căng dây các bạn. Rất là mưa. Các bạn đang theo dõi hiệp thi đấu thứ nhất giữa hai đội trung học cơ sở phổ thông Bình Sơn và Mỹ Lâm này các bạn. Mình phải đi ra ngoài mưa luôn. Mỹ Lâm thắng 1-0 các bạn. Anh kia với sức trẻ, cái học sinh mới thi đấu một trận xong chắc cũng có thể là hơi đuối sức. Ta cùng người chờ đón cái trận đấu thứ hai. Rất là gần co quý vị. Cầm sát không á, cầm xa ra không có bị lật đâu, cầm sát không vô, cầm hai tay sát không vô.
cầm hai tay cặp bên hông á, đều đó đó, ngã ngã rồi, ngã cố lên, ngã 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 ngã, không kéo, ngã ngã đây lắm rồi, đúng rồi đúng rồi, ngã 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 nữa, ngã không kéo, ngã ngã kéo, kéo luôn, thắng luôn, tốt quá. Một điều các bạn ơi, vậy là một điều các bạn, có một pha trở quà của cái học sinh này các bạn, rất là tốt, xuất sắc. Quân nha. Đưa đưa con trả ra trên trong ngoài vô bánh đi. Đẩy người ta nha, đẩy người ta nha. Mời các cổ động viên không có mặt sự thì chúng ta lùi ra ngoài để tránh tránh thương cho mọi các bạn tiếp tục theo dõi hiệp thi đấu thứ ba giữa trận kéo co của trường học cơ sở trường học cơ sở trung học phổ thông Bình Sơn và ấp lõi xã Mỹ Lâm nha các bạn. Hai ngày mới đưa vô. Một điều các bạn, đây là đấu thứ ba. Ở bên phải màn hình các bạn là các em học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông Bình Sơn. Bên kia là màn hình các bạn là xã Mỹ Lâm. Thank you.